Tập 10. Chẳng lẽ người chết biết nói sao? Cô cái gì? Anh cho rằng tôi không dám ra tay với anh à, đúng chứ? Bỏ súng xuống. Anh bỏ xuống trước. Nếu không, tôi sẽ giết chết vợ của anh. Có gan thì nổ súng đi. Cái mạng nhỏ của tôi căn bản chẳng đáng gì, không bằng mạng phú quý của anh đâu. Tiểu Thiên Kiều, vợ chồng hai người bày hồng muốn miến, tôi nghĩ chắc không phải muốn lấy mạng tôi đâu ha. Anh Lý, anh nói đúng rồi. Tôi với ngu võ chỉ muốn làm rõ một chuyện, để tránh suốt ngày sống trong nơm nớp lo sợ phập phồng. Hiểu rồi. Vợ chồng hai người sợ tôi giết người diệt khẩu, đúng không? Anh Lý, chúng tôi bị ép nên mới ra hạ sách này thôi, mong anh bỏ qua cho. Hiểu rồi. Nhưng mà hai người yên tâm, chuyện này trời biết, đất biết, tôi biết, cô biết, anh ta biết. Nếu không có ai khác biết, tôi sẽ không ra tay. Nhưng mà nếu các người dám giở trò, các người biết tôi là hạng người gì rồi chứ? Được, anh Lý đã nói như vậy, Tiểu Thiên Kiều tôi cũng xin nói thật. Chuyện này vẫn còn một người biết. Lại ông chủ Hoa của Hoa Phủ. Anh cũng biết tiệm này do anh ta mở, gia đình canh chừng cũng là của ông ta. Nhưng mà anh yên tâm, ông chủ Hoa đã nói, chỉ cần anh không động vào tôi, chuyện này xem như bỏ qua. Đường già, bỏ súng xuống đi, uống danh lý vài ly, chuyện này xem như cho qua. Được thôi. Bà xã, em đang nghĩ gì? Tối nay em muốn tới Giang Khẩu. Giang Khẩu? Em tới Giang Khẩu làm gì? Hắc Mai Khôi đã rời khỏi Nhị Lan mấy ngày. Em đến tự diện với Nico Am trong núi cũng không tìm được cô ấy. Em muốn đến Giang Khẩu. Không được, Giang Khẩu vừa đánh trận xong, rất nguy hiểm. Anh cũng xem thường qua phụ dung em quá rồi. Một Giang Khẩu nhỏ nhoi có thể làm khó được em sao? Vậy anh đi chung với em. Anh đi với em. Anh trèo tường vượt núi có được không? Anh hay bảo Thiệu Võ đi chung với em. Không cần, một mình em là được. Bà xã à, nghe lời anh đi. Để Thiệu Võ đi chung với em. Anh rất lo lắng. Được rồi, em nghe lời của anh. Chị Hiếu Huệ, em làm canh trứng gà cho chị. Chị không uống nổi, em uống đi. Vậy làm sao mà được? Bây giờ chị đang bị thương, cần phải tĩnh dưỡng. Mau uống đi. Chị không sao thật mà. Có phải chị cho em làm không ngon không? Nếu chị không uống, em giận đó. Được rồi, được rồi. Nào, để ở đây. Ngon lắm. Chị à, chị nói xem, chị đã làm chính quỷ rồi, sao vẫn chưa đồng ý với em chuyện đó chứ? Chuyện gì? Thì chuyện làm cảnh vệ. Chuyện này à? Vậy phải xem biểu hiện của em. Biểu hiện của em còn chưa tốt sao? Vậy được rồi, chị cho em biết em phải làm sao đi. Em nghe lời chị là được rồi. Chị cười cái gì chứ? Con bé ngốc này, chị nói đùa với em thôi. Được rồi, chị đồng ý. Như vậy được rồi chứ? Thật sao? Chị đúng là tốt với em nhất. Có sao không? Để em so cho. Đi thôi.
Bà xã, nào, nước nóng đó, thư giãn một chút. Để em tự làm, sợ ngứa. Bà xã à, anh phục em rồi. Hôm nay em làm lão Lý, phục sát đất. Em gà anh ta, anh ta còn không lỗ à? Bà xã, em đã lên tiếng hỏi, ai mà giấu được? Nhưng mà có chuyện này anh mãi không hiểu. Chuyện gì? Em nói lão gia biết chuyện này là ý gì? Anh ngốc quá đi. Nếu em không nói lão gia biết, hắn không trở mặt giết chúng ta à? Vậy em không sợ hắn giết chúng ta trước rồi giết luôn lão gia? Anh tưởng lão gia muốn giết là giết hả? Người Nhật, Quốc dân đảng, giải phóng quân, có ai làm được gì? Hơn nữa, hắn cũng phải nghĩ, cho dù giết lão gia, không chừng qua phủ vẫn còn người khác biết. Hắn không thể giết sạch cả trăm mạng người. Em nói cũng có lý. Bà xã à, em nói chuyện này có cần nói cho lão gia biết không? Đương nhiên là cần. Chúng ta phải đề phòng lỡ như chứ. Nghe ý kiến của lão gia không sai đâu. Bà xã, chiêu này của em học từ ai vậy? Bị ép tới mức này, không biết cũng phải biết. Hình như ở cửa sau. Cửa sau? Là ai vậy? Làm sao bây giờ? Anh đi lấy súng, em ra mở cửa. Được rồi. Đi, đi. Chị, Tiểu Thiên Kiều, hai người chơi súng là có ý gì? Đại tỷ, làm chị sợ rồi. Phòng thân thôi. Phải, chị à, mời. Đại tỷ, từ từ thôi. Mời đại tỷ. Đại tỷ, có nóng không? Ngu võ, mau đi pha trà. Không cần. Tôi đến nghe ngóng một người. Nghe ngóng ai? Em gái tôi, Hắc Mai Khôi. Hắc Mai Khôi? Không phải Hắc Mai Khôi đang ở núi Nhị Lan à? Mấy hôm trước, nó đã rời khỏi. Tôi đến Giang Khẩu chỉ muốn biết có tin của nó hay là không. Chuyện này quả thật em không biết. Hôm nay lúc ở trên phố, nghe người ta nói Hắc Mai Khôi gì đó. Nhưng mà lúc đó em đang vội nên không chú ý. Như vậy đi, hai người nghe ngóng cho tôi. Hai hôm sau tôi quay trở lại. Yên tâm đi chị, ngày mai em sẽ lập tức bảo Ngu Võ đi nghe ngóng. Dừng, Ngu Võ, mau đi pha trà. Đại tỷ, có nóng không? Đại ca, lần này sắp tới chưa? Phía trước là sườn núi, vòng qua đó nửa ngày là đến. Được rồi, các anh em, sắp đến rồi, tăng tốc nào. Nhanh lên. Nhanh. Đi. Nào nào, nhị ca, nào, nào. Nào, nhị ca à, anh nói lần này tấn công thành, đội tôi đã diệt cả đại đội Quyện Du. Nếu quân giải phóng đến chậm một bước, tôi đã chiếm được Quyện Du. Tới chừng đó, còn đến lượt quân giải phóng tấn công sau, tình thế sẽ khác biệt. Cửu đệ, tuy cậu anh dũng chiến đấu, nhưng toàn đại đội đã chết trận. Cậu nói còn tiếp tục đánh nổi không? Nhị ca nói có lý. Giờ không chỉ quân giải phóng khó đánh, mà cả một đại đội huyện cũng có thể thấy chết không quay lại. Điểm này
Tôi không thể không phục quân cộng sản, không dễ đánh đâu. Nào nhị ca, cửu ca, cửu ca, cửu ca, có chuyện gì mà luống cuống vậy? Nhị ca, lúc em đi tuần phát hiện có hai chiếc xe chở hàng đi qua núi, có bao nhiêu người hộ tống? 70-80 người, hình như là buôn bán lớn. Vậy là thịt dân tới miệng rồi. Dạ phải. Toàn Phong, dẫn người đi chặn. Dạ, khoan đã. Lão cửu, có phải nên thương lượng một chút không? Nhị ca, thương lượng cái gì chứ, chuyện nhỏ thôi. Đúng, hơn nữa, giờ tâm trạng đại ca đang phiền, để cho nấy nghỉ ngơi một chút. Dạ phải, Toàn Phong, đi mau. Dừng, không phải nhưng mà. Nào nhị ca, uống rượu. Người phía trước nghe rõ đây, để hàng lại, tôi tha cho con đường sống. Dừng bắn. Đại ca, chạy mất một tên rồi, có đuổi theo không? Không được đuổi theo, ở đây nhiều thổ phỉ, bảo anh em trang bị vũ khí và những gì đang có, chúng ta tranh thủ lên đường. Dạ. Đại ca, bảo có anh em thay đồ không? Rất kỳ cục. Được rồi. Các anh em mang theo trang bị vũ khí và thay quần áo. Dạ. Nhị ca. Nhị ca, đang nghĩ gì vậy? Nào, uống nào. Nào nào. Nào. Cửu ca, cửu ca, nhị ca, không hay rồi. Đó không phải là thương nhân bình thường. Ở trên xe toàn là vũ khí. Anh em của chúng ta toàn hết rồi. Chết hết rồi. Chết bao nhiêu người? Mười mấy huynh đệ dẫn theo đều chết hết. Ổn kiếp, lão cửu. Toàn Phong, mau đi. Dạ. Hỏng rồi. Hướng Lôi, anh dẫn Toàn Phong tấn công bên trái, tôi mai phục ở đây. Hễ khai chiến thì hát dũng với Tử Điện chặn đường lui của họ. Dạ, đi thôi, đi. Mau, mau lên. Đại ca, con đường này quá hẹp, còn đường khác không? Hết rồi. Đây là Hoàng Thạch Câu, chỉ khi xuyên qua đây mới có thể tới Nhị Lan Sơn. Nhưng mà đường này rất dễ bị mai phục. Vậy đi Tiểu Hổ, cậu dẫn đội trưởng 1 và 2 dẫn người đến cao điểm của đỉnh núi. Cậu dẫn người đi qua đó, tôi phụ trách bọc hậu. Đội trưởng 1-2, có, theo tôi. Dạ. Cửu ca, cửu ca. Cửu ca, phát hiện họ rồi. Nhưng mà họ thay đồ rồi, còn có vũ khí hạng nặng, còn có cả pháo. Cậu nói gì? Thay đồ. Dạ phải, có vũ khí hạng nặng, có pháo. Em thấy quần áo của họ rất giống quốc quân. Có điều không có quân hàm. Nhảm nhí, quốc quân ở đâu ra đây? Cậu qua mắt rồi, có lẽ là em nhìn nhầm. Vậy có đánh không? Đánh chứ. Chúng ta thiệt thòi như vậy mà còn ở trên địa bàn của mình. Dù là ông trời xuống, tôi cũng đánh. Dạ được, súng của tôi là tín hiệu. Đi thôi. Dạ. Các anh em, bắn cho tôi. Mau nấp xuống. Các anh em, đừng háo thắng. Mau xông ra khỏi sơn cốc.
Nhanh, dùng quả lực áp chế họ. Dừng. Lưu đại pháo. Có. Nhắm chuẩn phía trước. Bắn cho tôi. Dừng. Các anh em theo tôi. Dừng. Chuẩn bị. Bắn. Bắn. Dừng. Các anh em, giờ chúng ta lên núi. Thấy thổ phỉ thì bắn chết ngay. Dừng. Đi. Cửu gia. Cửu gia. Đối phương quá mạnh. Người của họ đã xuyên qua sơn cốc, đang đi lên núi. Giờ làm sao đây? Khốn kiếp. Các anh em, rút. Dạ. Lão chủ này có đầu óc không? Lão đại, tôi đã khuyên cậu ấy, nhưng mà cậu ấy không nghe. Tôi cũng hết cách. Đúng là tức chết. Tên khốn này. Đại ca, có vẻ thổ phỉ đã chạy vào núi. Làm sao đây? Nơi này không tiện ở lâu. Nhanh chóng xuyên qua hoàng thạch câu. Nhanh chóng xuyên qua hoàng thạch câu. Lão cửu, trận này cậu thắng hay là thua? Đại ca, bọn em chuyện lớn như vậy không thương lượng với tôi được à? Đại ca, anh đang bị thương, em sợ làm phiền cho nên mới tự mình làm bậy. Lão cửu, tình hình bây giờ tôi không nói cậu cũng hiểu. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Quân Đinh gia chúng ta không phải một lũ ô hợp. Đại ca, hàng là do em cướp. Muốn đánh muốn phạt em nhận hết. Anh bắn chết em đi. Lão cửu tuyệt đối không quán thán. Lão đại, cửu đệ đã biết sai. Hơn nữa, cậu ấy cũng vì trận chiến gian khổ này mà lo lắng quá nhiều. Cậu ấy cũng muốn lấy lại mặt mũi, muốn trút giận cho Đinh gia mà thôi. Đại ca, chuyện này Phong Vũ Lôi Điện chúng em cũng có phần. Muốn phạt, chúng em đồng ý chịu phạt chung với cửu ca. Đại ca, bọn em cũng đồng ý chịu phạt. Không nói hai lời. Đúng, không nói hai lời. Các huynh đệ, mau ngồi xuống. Các huynh đệ ngồi xuống đi. Ngồi đi, nào. Giờ quân Đinh gia chúng ta cần nhất là đồng tâm hiệp lực. Đinh gia ủy nhiệm tôi làm tư lệnh, là mong Đinh gia chúng ta có thực lực hùng mạnh, làm nên đại nghiệp. Lão đại, chuyện này mọi người đều hiểu. Anh cứ yên tâm, anh em chúng tôi chắc chắn dốc hết sức mình, không từ bỏ. Tốt. Đây chính là quân Đinh gia tôi muốn thấy. Lão cửu, cậu nói xem, rốt cuộc là chuyện gì? Đại ca, đám người này giả làm thương nhân. Trên xe toàn là vũ khí, rất nhiều trang bị. Lý nào làm vậy? Đám người này ở đâu mà ra? Họ đến Kỳ Sơn làm gì? Em thấy họ mặc đồ quốc quân, nhưng mà không có quân hàm. Giống như đi qua Kỳ Sơn, mặc đồ quốc quân, đi qua Kỳ Sơn. Lão đại, chỉ có một khả năng. Nói nghe xem. Có lẽ là tàn quân ngụy trang thành thương nhân của quốc quân, từ ngoài qua núi. Vậy họ muốn đi đâu? Đi qua Kỳ Sơn chắc chắn là tới gian khẩu. Tới gian khẩu? Không thể nào. Họ muốn tấn công huyện thành hay là đầu hàng cộng sản? Nào chị,
Từ từ. Lão đại, em thấy mình đừng đoán nữa. Dù họ có phải quốc quân hay không, đánh cũng đã đánh, chúng ta cứ phải cho người theo dõi, xem họ muốn làm gì. Lão nhị, vậy cậu đi điều tra, em sẽ phái người làm ngay. Đại ca, đại ca, người phụ nữ họ Bạch lại tới rồi. Đang ở đâu? Đang ở dưới núi. Đại ca, cô ta tới lúc này có ý gì chứ? Ý gì à? Tôi muốn xem cô ta có ý gì. Lão nhị, cứ nói tôi đang bị thương, không thể đích thân ra đón. Dạ, cứu đệ, đi, đi. Đại ca, có phải sắp đến rồi không? Sắp rồi, phía trước là núi Nhị Lan, phía sau theo sát. Anh à, ý của anh là thêm mấy tay súng ở đây đúng không? Đúng, như vậy có thể hình thành quả lực chồng chéo, khống chế đối thủ tốt hơn. Đã hiểu. Nhị ca, đại ca, có người vào núi. Lại, có bao nhiêu? Lại thì không biết, nhưng mà tầm mấy chục người. Bọn họ mặc đồ của quốc quân, còn mang theo vũ khí. Vũ khí hạng nặng. Vũ khí hạng nặng à? Anh à, có phải có người tấn công núi không? Hắc tử, cậu có chắc là mấy chục người không? Dạ, các anh em đều nhìn thấy. Nếu là tấn công núi thì không thể chỉ có mấy chục người. Hơn nữa, quốc quân tới giang khẩu làm gì? Anh à, không phải người của Kỳ Kiệt Tam giải dạng quốc quân đến tấn công chúng ta chứ? Hát tử, thông báo các anh em tất cả chuẩn bị chiến đấu. Dạ. Báo, chúng ta đi xem thử. Dừng. Anh à, sao rồi? Cho em xem với. Anh à, họ mang theo vũ khí hạng nặng thật. Phải làm sao đây? Đừng gấp. Chờ họ tới gần rồi bắn. Dạ hiểu. Tiểu hổ, cậu dẫn người lên núi thăm dò để tránh xảy ra hiểu lầm. Dạ. Đội trưởng một, có, theo tôi. Dạ. Anh à, anh coi. Sao chỉ có hai người? Anh à, phải làm sao? Báo tử, cậu dẫn Hắc tử ngăn cản họ, để xem họ đang có âm mưu gì. Dạ. Hắc tử đi. Dạ. Mau lên, mấy anh em theo tôi. Dạ. Đứng yên. Đứng yên. Ngựa ở đâu? Chúng tôi tìm đương gia núi Nhị Lan. Tìm đương gia núi Nhị Lan à? Dạ phải, chính là tôi. Anh chính là đương gia? Anh là Diệp Bưu hay Diệp Báo? Bớt nói nhảm. Mấy anh muốn gì? Chúng tôi là quân đoàn 73, là đội quân của đại ca Diệp Long. Quân đoàn 73, quốc quân đại ca Diệp Long à? Đúng. Anh lừa ai chứ? Đoàn 73 sớm đã không còn. Tôi nói cho anh biết, anh còn dám nói lung tung nữa, tôi sẽ bắn chết anh. Tôi nói cho anh biết, tôi chính là anh em của đại ca Diệp Long. Tôi tên Du Hải Hổ, đại ca của anh đang ở đằng sau. Anh nói đại ca Diệp Long đang ở đằng sau à? Nếu không tin, tôi dẫn anh đi coi. Đi. Đi.
Anh báo, đừng manh động. Chúng ta về nói chuyện với anh Bưu trước. Đúng, tôi cũng chưa từng gặp đại ca, có đi cũng không biết. Phải, như vậy đi. Nếu anh nói thật thì bảo đại ca của tôi, Diệp Long, đích thân lên núi, anh em chúng tôi sẽ xin lỗi đón tiếp. Nếu anh dám lừa tôi, tôi cho anh hay, cả núi đều là người của tôi. Mấy anh tôi sẽ hết bắn chết từng người một. Có hiểu chưa? Được rồi, mấy anh chờ đi. 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 Mau, rút. Có chuyện gì? Anh à, họ nói họ là đoàn 73. Đại ca Diệp Long đang ở đằng sau. Ai? Đại ca à? Dạ đúng. Vốn em định đi xem thử, nhưng mà em chưa từng gặp. Em đi cũng không biết. Vậy cậu nói sao? Em bảo anh ta dẫn đại ca lên núi. Anh à, anh từng gặp đại ca chưa? Nhiều năm không gặp, xa quá cũng không nhận ra. Hắc tử, bảo các anh em ở đây trông chừng. Tôi và báo tử đi xuống. Dạ, đi, đi thôi, báo tử. Các anh em, phấn chấn lên, dừng. Đứng yên. Bưu tử, đây là báo tử à? Đại ca, đại ca, bỏ súng xuống. Thật sự là đại ca. Đại ca, em không nằm mơ chứ? Nằm mơ cái gì? Đây chính là đại ca thật. Đại ca, đại ca. Huynh đệ, cha vẫn khỏe chứ? Đại ca, cha đã mất rồi. Kỳ tư lệnh không nói câu nào, không biết ý ra sao. Kỳ tư lệnh đang bị thương, có lẽ tâm trạng không tốt. Hay là để khi khác nói tiếp. Khi khác à? Chẳng lẽ Thôi sư gia không hiểu giờ đang là tình huống gì? Dốc lòng vì đảng quốc, đây là chuyện hợp lý mà tôi làm. Chút trắc trở và thất bại nho nhỏ chẳng đáng là bao. Vào đảng tạo nghiệp lớn, báo đáp đảng quốc. Tổ trưởng Bạch, lần này tấn công bốn huyện Giang Khẩu hoàn toàn làm theo kế hoạch của cô. Kết quả chúng tôi lại thua thảm hại mà không được một đồng nào. Chuyện này chẳng lẽ chúng tôi không đang báo đáp cho đảng à? Cửu đệ, nghe nói hình như rất là bất mãn. Tôi nói cho anh biết, cả chiến lược đều là ý của bên quốc phòng. Không chỉ là bốn huyện Giang Khẩu, mà cả Trung Nguyên đều có bạo động. Tôi nghĩ mấy anh cũng đã đánh hơi được rồi, đúng chứ? Chiến lược lần này có ý nghĩa rất lớn. Tổ trưởng Bạch, cô hiểu lầm rồi. Lão cửu không có ý gì, chỉ cảm thấy không lấy được bốn huyện Giang Khẩu, trong lòng hơi khó chịu. Kỳ tư lệnh, lần này tôi đến chính là muốn trút giận cho Đinh gia. Tuy chúng ta chưa lấy được bốn huyện Giang Khẩu, nhưng mà vẫn còn cơ hội. Lần này tôi đích thân tới Trùng Khánh là để trả thù quân của Đinh gia. Tổ trưởng Bạch, vì sự nghiệp đảng mà dốc hết sức, đáng để Đinh gia chúng tôi khâm phục. Lần này chỉ cần trút giận được, Đinh gia chúng tôi sẽ bày quân quả để bổ sung thực lực. Tới chừng đó lấy được bốn huyện Giang Khẩu sẽ có hy vọng. Chuyện này xin tư lệnh yên tâm, chờ tin tốt của tôi. Được, quyết định như vậy. Các anh em chúng tôi sẽ chờ lệnh. À phải, tôi vẫn còn một chuyện. Cô nói đi. Qua bố hạt đi theo tôi,
Tôi sẽ tạm thời để ở đây. Chờ tôi từ Trùng Thánh trở về, tôi sẽ dẫn anh ta đi. Được, không thành vấn đề. Tôi hỏi anh muốn đi đâu? Anh muốn làm cha của anh tức chết à? Con đi đâu? Không cần cha lo. Dù sao con cũng không làm thổ phỉ. Anh chê cha của anh à? Vậy được. Tôi nói như vậy, nếu anh dám rời khỏi đây thì đừng trở về nữa. Cha, con trai về rồi, không được gặp cha lần cuối. Đại ca, anh đừng quá buồn. Trước khi chết cha đã nói, nguyện vọng lớn nhất của ông ấy chính là ba anh em chúng ta có thể đoàn tụ. Hôm nay tâm nguyện của cha đã hoàn thành. Cha ở chính suối cũng có thể nhắm mắt. Dạ phải đại ca. Lần này anh trở về, cha ở dưới cô biết cũng sẽ mỉm cười. Cha, hôm nay con xin thề với cha, chỉ cần con còn sống, con sẽ chăm sóc tốt cho hai em. Tôi nói cậu có hiểu không? Đại tỷ, như vậy không được đâu. Chị về Trùng Thánh, em ở đây làm gì? Tôi nói rồi, chờ tôi trở về, chúng ta sẽ cùng về Giang Khẩu. Chị, tôi... Chị à, chị về Trùng Thánh của chị, tôi về Giang Khẩu là được. Không được, cậu không dẫn tôi vào thành thì làm sao tôi trở về? Đại tỷ à, chị thấy như vậy có được không? Khi nào chị từ Trùng Thánh trở về, tôi sẽ đến cổng thành đón chị. Chuyện này không thể thương lượng. Đại tỷ, nếu cậu không nghe lời, biết hậu quả là gì rồi chứ? Tôi hiểu. Quang Ninh, nhiệt liệt quang Ninh. Tiểu Mai, cô coi kìa. Quang Ninh, nhiệt liệt quang Ninh. Lão Dương, anh coi. Quang Ninh, nhiệt liệt quang Ninh. Đoàn trưởng Dương, lành rồi à? Quang Ninh, chào anh. Đoàn trưởng Quang Ninh, phó đoàn trưởng Lôi, xin chào. Dương đoàn trưởng, Lôi phó đoàn trưởng, quang ninh mấy anh trở về. Quyền trưởng Ngô, trưởng khu Trần, lần này chúng tôi phụng lệnh trở về là để tiêu diệt thổ phỉ. Đoàn trưởng Dương, anh nên sửa lời. Khu trưởng Trần bây giờ đã là chính ủy của đoàn độc lập. Đúng, chính ủy Trần, đoàn độc lập, quang ninh cô. Dân, để tôi giới thiệu với anh một người. Tiểu Mai, người này là đoàn trưởng Dương của đoàn độc lập. Người này là phó đoàn trưởng Lôi. Đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, tôi là Hàng Đông Mai, là cảnh vệ của chính quỷ Trần. Cảnh vệ à?
Phụ nữ sao? Chuyện sao vậy? Phó đoàn trưởng Lôi, anh đừng hỏi quá nhiều. Từ từ tôi sẽ nói hết cho anh biết. Đoàn trưởng Dương, mấy anh lên xe trước đi, tôi sẽ theo sau. Chính quỷ, mời lên xe. Đi. Lý Lão Đại là người giết Ngụy Kỳ Sơn. Nói vậy, anh ta là đặc vụ của Đảng Quốc Dân mai phục ở Giang Khẩu. Dạ lão gia, tôi hiểu những người này. Một khi họ bị lộ sẽ diệt khẩu. Lão gia, tôi và Ngưu Võ cảm thấy chuyện này hơi lớn, nên mới tới báo cho anh ngay. Bọn chúng chuyện gì cũng dám làm, chúng ta không thể không phòng. Lão gia, anh phải cứu chúng tôi. Cô nói nhảm quá đi. Các người lôi tôi ra, tôi sẽ gặp nguy hiểm luôn. Lão gia, anh đừng giận mà. Chúng tôi thật sự không còn cách nào. Nếu chúng tôi không nói cho anh biết, e là tôi và Ngu Võ cũng sẽ mất mạng. Hai vợ chồng mấy người muốn giữ mạng, tôi không trách. Cảm ơn lão gia. Tôi và Ngu Võ cả đời làm trâu làm ngựa, chết không oán thán. Lão gia, chuyện này từ chúng tôi mà ra. Hay chúng tôi làm cho trót, trực tiếp xử lý hắn. Không, tôi có tính toán. Như vậy, hai vợ chồng cứ về làm ăn đi. Chuyện còn lại cứ để tôi giải quyết. Đa tạ lão gia. Tôi và Ngu Võ dập đầu với ông. Đa tạ lão gia. Đa tạ lão gia. Được rồi, mấy người làm như vậy cũng vô dụng thôi. Mau đứng lên đi. Đa tạ lão gia. Đứng lên. Về đi. Về đi. Đa tạ lão gia. Chúng tôi về trước. Về đi. Đi thôi. Tình hình căn cứ ở Giang Khẩu là vậy. Đoàn trưởng Dương, bước tiếp theo mấy anh định làm sao? Huyện trưởng Ngô, tôi sẽ để lính chủ lực hai doanh ở ngoài huyện đề phòng thổ phỉ tấn công. Còn về vấn đề tiêu diệt thổ phỉ, chúng ta phải có kế hoạch chi tiết. Chờ sau khi kế hoạch tác chiến của chúng ta chín muồi, tôi sẽ cho anh hay. Được. Tư lệnh, tôi đến nói chuyện với anh. Tư lệnh, anh gọi anh em qua gọi tôi là được. Anh tự tới làm gì? Nào mời ngồi. Mời ngồi. Hoa Bố Hạc, nghe nói anh làm quản gia ở Hoa Phủ. Nói sao nhỉ? Cứ cho là vậy. Anh đã là quản gia của Hoa Phủ, vậy tình hình của Hoa Phủ anh biết hết đúng chứ? Kỳ tư lệnh, nói ra hổ thẹn, tuy tôi là quản gia nhưng mà chỉ là tay chạy giặt. Tôi muốn nghe ngóng chuyện tổ trưởng Bạch này sao lại xem trọng Hoa Phủ như vậy. Kỳ tư lệnh, chuyện này tôi cũng không rõ. Đây là chuyện của tổ trưởng Bạch và ông chủ. Ông chủ của anh là Hoa Hữu Tài. Và phải, chính là ông ấy. Ông ta là cái thá gì? Chỉ dựa vào chút của mà dám liên kết chống đối núi Nhị Lan và Hắc Phong Trại. Tin hay không, sớm muộn gì tôi cũng lấy mạng của ông ta. Tin chứ? Kỳ tư lệnh, tôi tin mà. Anh đang lừa tôi. Nịnh tôi à? Đúng không? Dạ không. Tư lệnh, tôi nói thật mà. Vô cùng thật lòng. Tôi nói thật. Tôi cũng muốn giết chết ông ấy. Anh cũng muốn giết chết ông ấy à? Tại sao?